mới mà áp kinh tế hay áp gì á, để cái bản là áp kinh tế gì mà tặng. Trời dặn người vẫn cao, nhưng từ trên mái nhà, từ trăm đường dài mà ta.
sóng vỗ ồn. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối đá, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ đang ở đó chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, giờ mới gặp anh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn ơi. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng ta đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi được xa thì chờ đây, đi được xa thì chờ đây, có một nơi để chờ đây, đi đi để trở về. Đi được xa thì chờ đây, đi được xa thì chờ đây, có một nơi để chờ đây, đi đi. Rồi hỏi gì nữa hả? Mua vé rồi hỏi gì nữa, qua đi chắc không nổi nữa. Xa quá, buổi chiều sao đi nổi, cái gì nó chịu tốt. Đây là Lăng Ông Nam Hải nha các bạn. Nam Hải hộ tài, hộ trì, dân an lạc, thủy phong, yêu lặng, phúc, thanh bình. Được phép quay phim nghe Lăng Ông. Đây là có bộ xương. Xương của ông nha các bạn.
Để chụp hình mà Năm. Anh đứng đó cũng được, đứng đây nè. Còn anh sao có gì đẹp không?